Bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần chính của cái phần mềm trộn đề trắc nghiệm. Chúng ta bắt đầu cài đặt. Quý thầy cô và các anh chị chú ý tập trung để chúng ta xem cái quá trình cài đặt này nhé. Chúng ta mở cái thư mục mà chứa cái phần mềm cài đặt. Bây giờ các anh chị sẽ giải nén cái tập tin SQL 2000 ra. Các anh chị giải nén ngay tại cái ổ cứng của mình, giải nén ở đây. Khi giải nén nó sẽ tạo một cái thư mục SQL 2000 cho các anh chị để chúng ta quá trình tiến hành quá trình cài đặt. Quá trình giải nén nó sẽ giải nén cái tập tin của phần cơ sở dữ liệu này và nó hỗ trợ chúng ta trong quá trình cài đặt. Sau khi chúng ta tiến hành cài đặt setup thì những cơ sở dữ liệu này nó ăn theo phần setup được khai báo và nó giúp cho chúng ta cài đặt thành công. Sau khi giải nén xong thì các anh chị tiến hành tiếp theo, bước tiếp theo là chúng ta sẽ đắp bô chuột trên đây và các anh chị chọn cái tập tin Autorun, các anh chị nhấn đúp vào đó để tiến hành cài đặt thì nó sẽ hiện lên và các anh chị sẽ chọn cái phần SQL Server 2000 Component để chúng ta cài đặt và nó hiện ra tiếp tục một giao diện kế nữa thì anh chị chọn là Install Database Server để tiến hành quá trình cài đặt. Quá trình cài đặt được tiến hành. Tới đây các anh chị giao diện này hiện ra, các anh chị nhấn Next. Và trong tùy chọn này có hai tùy chọn Remote Computer và Local Computer, các anh chị chọn Local Computer, sau đó chúng ta nhấn Next tiếp tục. Quá trình này cài đặt bị lỗi cho nên là chúng ta chú ý nó bảo chúng ta bây giờ là các anh chị chương trình đã tạo ra một cái file ở trong máy rồi, bạn phải restart computer trước khi chạy setup thì chúng ta thoát ra. Chúng ta thoát ra thì chúng ta cho khởi động máy lại, những trường hợp này thì chúng ta cho khởi động máy lại nha anh chị. Để coi nó có quá trình nó có bị lỗi nữa hay không. Chúng ta sẽ tiến hành khởi động máy lại.